mọi người. Tôi mới đi coi cái phim này về, ôi ma ơi hồi kết, tôi review ngắn thôi nha. Phim này nó giống như một cái bản phim nhái của phim Ti Giót, tại con ma trong phim cũng là Ti Giót luôn. Con ma này đáng giá 500 triệu rồi mà bị một ông thầy trừ tà đáng giá 700 triệu phong ấn lại bằng số 700. Xong rồi bà này phải đi tìm thân xác khác để mà đổi, bà sau đó quay lại trả thù ông này. Nhân vật trong phim là bị kéo vô phải giải cứu cho nhau, rất đơn giản đến đơn điệu, rất là nhiều mẻ miếng hài nhưng mà nó không có giúp ích gì cho bộ phim hết trơn, làm cho mình không cười được, mình còn thấy rất là mệt nữa, là ồn ào và thoại thì rất là nhiều, coi mà kiểu không hiểu mình đang coi cái gì luôn á. Mặc dù câu chuyện thì vẫn như vậy thôi, nhưng mà cái kiểu hài thái, một là phát huy hiệu quả thì nó sẽ làm cho ta cười rất là nhiều, còn không nó sẽ thành một cái phim hài rất là nhảm. Và trường hợp của phim này rơi vào khung nhảm nha mọi người. Và với kết phim còn có thêm một cái after credit nó cũng rất là ồn ào luôn. Tôi không hiểu sao phim này đứng đầu tại Thái Lan tháng 3, thực sự khán giả Thái mà phim này để cho đứng đầu thì nhiều khi họ cũng dễ dãi quá. Mà thật ra coi xong rồi tôi thấy là phim Việt mình nhiều khi còn hay hơn cái phim này nữa. Nó không cười được luôn. Nó ồn ào mà nó kiểu nhiều cái đoạn nó hà nhẹ không cần thiết. Diễn viên thì là visual nó thẳng là không có gì hấp dẫn. Không có ai thu hút hết. Ai muốn đi coi phim này cứ ra rạp coi nha. Còn hỏi tôi là có cần coi mấy phần khác để coi hồi kết không? Thì phim này nó 10 phần lận, tôi chỉ có một phần đầu phần này thôi. Thì phần đầu rất là duyên, nhờ phần này thì thôi. Ra hẳn chuồng gà nha. Bộ phim coi rất là trôi và rất là mệt mỏi. Rồi vậy đi, hết review rồi, giờ tôi ăn cơm tắm đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu mà thích video này cho Phúc một like và nhớ bấm theo dõi kênh của Phúc để xem review phim chiếu rạp và series mỗi tuần nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.